Em lại về tiếp con OXG60MD nhá. OXG60MD và con này đấy, đây rất là ok nhá. Đấy. Đấy, rất là, nói chung rất là hay. Con này thì CD đang không ra vào được nhá. Đấy, CD đang không ra vào được đấy. Đấy. Về quý vị tự nghiên cứu nhá cho em nhá. Em con này em chỉ bán công suất thôi nhé, em chỉ bán công suất tức là phát nhạc qua điện thoại này nhé, phát nhạc qua điện thoại chức năng này thôi nhé, em sẽ thử nhé. Con này tiếng ra rất hay nhé. Ok, em kết nối qua điện thoại đây rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái con này có cái alpha sâu này, đấy, mode sâu này, depth sâu này, off này, đấy, natural là tự nhiên gì đấy. Là đã xem nó như nào. Đây nhá, áo ích này. Đấy, áo ích nhá. Rất hay ạ. Em ơi trái đất vẫn nhỏ, chúng mình hai sẽ còn gặp nhau. Đây là các hiệu ứng âm thanh đấy, hiệu ứng âm thanh. Còn đây là đổi màu này. Đổi màu hoặc là demo gì đấy này. Đang thử cái vế bên này nhá. Giờ chuyển sang vế bên này nhá. Vâng, dây cái dây loa nó hơi lỏng tí. Chuyển cái dây loa này sang bên này nhá. Okay. Em chuyển sang đây rồi nhá. Vâng, tiếng hát tiếng ra rất là chất nhá, rất là phê ạ. Vâng, con này đánh tiếng rất hay, chi tiết. Đây loa em sử dụng là loa nhỏ thôi, tiếng ra rất hay. Ok nhá, hai bên công suất chạy ok rồi này. Đấy, con này là con Victor nhá, G60MD này, công suất là 55W nhá, điện áp 100V. Đấy, đây này. Đấy. Con này em bán chạy công suất thôi nhá. Vâng, con này em bán chạy công suất thôi nhá. Giá bình thường nếu mà con này chạy cả CD nhá, các thứ thì là hàng ngày thì cũng là ok rồi, còn chỉ cần chạy CD thôi là giá của nó sơ khoảng tầm trên 700 nhá. Con này em bán của nó là 550.000 thôi, em bán
Em bán rẻ luôn nhá, 390.000 nhá. Vâng, 390.000 cho con này cho quý vị. Quá hời rồi nhá. Không thể nào mua một con nào mà giá quá rẻ này được nhá. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966594581 nhá. Em nói thêm là em không bảo hành những con này nhá. Hàng này em thử thôi, sẽ không bảo hành đâu. 390.000 em nói thật, một công thợ bây giờ 500.000 rồi nhá. Cho nên là quý vị nào lấy chốt là chốt cho em là chuyển khoản cho em đấy nhá. Vâng. Đấy. Ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.